Ok, chào mọi người. Hôm nay là người lên tiếp người ít cây cần lua nha mọi người. Đó. Thì đa phần những cây này sẽ là lua hai khúc nha. Chuyên về cho anh em nào lua gần, lua cá lóc, câu giá thật nhé. Có những cây mình bán với giá xin mình thanh lý luôn, giống như cây Daiwa Phantom này nè. Cây này thì 1,2 triệu nha mọi người. Đó. Rồi, để vô cụ thể từng cây cho mọi người xem. Sếp bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi không clip sắp lên đó, thì em cứ gửi về shop nhé. Rồi, cảm ơn mọi người. Mọi người, cây số 1. Thì cây số 1 lên cho mọi người là một cây cần khá là xịn, một cây Daiwa Phantom nhé. Đây. Thì cây này thì nguyên bộ phen sẽ là phen xít hết nha mọi người, phen Fuji xít. Phôi còn rất là đẹp nè, đó. Phen Fuji xít, phen bóm nhé. Đó. Bát hãng. Căng mút. Phôi còn rất là đẹp. Đây, phen đề ba của nó là phen đề ba 40 nha mọi người. Đó, phen đề ba 40. Full sheet màu chè. Thì cái này dài 2,7 m, hàng Daiwa Phantom. Đó. Độ cứng của nó sẽ là độ cứng M và cái này nó lua từ 14 đến 50 g, lai từ 12 đến 30 lb, hàng sản xuất tại Taiwan. Xuất cho thị trường Nhật nha mọi người. Đó. Thì cây này tại sao mình bán thanh lý, vì nó bị gãy đọt nè mọi người. Nó gãy đọt nhé, gãy đọt, gãy đầu bu, gãy tầm khoảng nhiêu đây nha mọi người. Đó, do vận chuyển về nó bị gãy nên bán với giá thanh lý luôn. Về cho anh em nào câu được câu, không thôi anh em lấy bộ phen. Đó, lấy bộ phen này thì cũng xem như ok rồi. Đó, bộ phen rất là xịn nhá, phen Fuji Sheet, phen đen, phen bóm đề 340. Và độ cứng độ nảy thì cũng còn tương đối ok nha mọi người. Đó, nhúng cho mọi người xem luôn. Thì như đã báo, cây này, cây số 1 giá công khai 1,2 triệu nhé. Cây này đọt 2,6 nha mọi người. Đó, đọt 2,6 giá 1,2 triệu. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 lên cho người vẫn là một cây cần dạng bản của giá thanh lý nhé. Số 2 thì vẫn một cây dạng theo phần thanh lý. Thì đây một cây đai cô nha mọi người, đai cô rồi đề Nhật nhé. Phen cây này thì nguyên dàn phen sẽ là Fuji Sheet Gold hết nha mọi người. Đó, đây đổi sheet về chân Gold. Cây này thì đủ mét đủ tắc nhé. Phôi là phôi carbon, phôi carbon. Đó. Bát Fuji tem vàng, phen chân Gold nè, đổi sheet rất là ok, rất là đẹp nha. Đây, đề ba của nó đây. Đó, bu cây này thì phen ok, nguyên zin nha mọi người. Đó. Thì cây này theo thông số của nó sẽ là dài 2,7 m nha mọi người, dài 2,7 m. Đó. Và cái này lua từ 14 đến 56 g, lai từ 16 đến 30 lb, đọt 2,7 m. Giá công khai cây số 2 giá 1,4 triệu nhé. Nó bị lỗi một phen này nè mọi người. Đây, phen này nó có bị dấu bị gạn nứt nè, đó. Cái chân phen nha mọi người, chứ không phải là lỗ sứ ở trong. Đây. Nhưng mà thấy còn rất là chắc nha mọi người. Đó, rất là chắc, yên tâm. Câu về vô tư. Nhưng mà mình bán hàng thì cần thế nào thì mình báo cho anh em vậy. Đó. Tất cả phôi lỗi sứ phen ok, nó chỉ có một lỗi cái phen này, đó. Đây, đó, phôi ok nhá, sứ rất là đẹp. Rồi, giá công khai cây số 2, giá 1,4 triệu nha mọi người, 1,4 triệu cộng ship. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 về lên cho mọi người một cây cần chi cho anh em nào lua gần nè, đó, lua gần. Thì đây một cây của hàng Daiwa nha mọi người, một cây Daiwa. Đây, phôi sáng ít nhá. Đó, phôi cặp bo sáng hai da, phôi sáng ít. Hàng được sản xuất tại Taiwan, xuất cái tiền Nhật. Phen là phen Fuji lõi xám, bát là bát Fuji tem vàng. Phôi thì bao đẹp rồi, đó. Rất là đẹp nha mọi người. Đó. Thì cái này dài 3,9 m nhé, dài 3,9 m, 3 khúc. Đó. Chuyên về cho anh em câu gần. Đó. Phôi càng rất là đẹp.
một cây Daiwa Phantom đó. Đây, hàng Daiwa, cây này nguyên zin hết đó. Chỉnh cần cần ngoại hình rất là đẹp luôn đó. Thì cái này dài 3m9, nặng là 320g, đọt 2 ly 2. Và cái này lua từ 10 đến 45g nha mọi người, lua từ 10 đến 45g, line từ 10 đến 15 lb đó. Rồi, giá công khai cây số 3, giá công khai 1.3 nha mọi người đó. Giá công khai cây số 3, giá 1.3, càng rất là mới nhé. Tiếp theo cây số 4, cây số 4 ra cho người một cây cần dạng bán với giá xem như thanh lý. Thì đây là một cây cần của hãng UFM đó, một cây rất là xịn. Nguyên bộ phen của nó sẽ là phen Fuji, phen xích và lõi gon, chân gon nha mọi người đó. Fuji gon, phen bóm đây đó. Bát là bát Fuji tam hoàng, phen Fuji xích gon. Thì cây một cây UFM dài 3m3 nha mọi người đó. Về cho anh em câu lóc gừng, câu giá thật đó, đánh bao lực nhé, buông mà chề buông gòn luôn. Tổng thể cần thì có xây sát nhé, tổng thể cần thì có xây sát nè đó, tổng thể cần có xây sát đây đó. Power loss UFM, cây này lua mát là 100g và nó tải dây từ 16 đến 30 lb nha mọi người. Lua mát của nó là 100g, tải dây từ 16 đến 30 lb. Hàng này này về cho anh em câu lóc gừng đó, câu giá thiệt, đánh bao lực câu gần đó. Thì đây tổng thể ngoại hình nó có xây sát quầy điểm đó, nhưng không ảnh hưởng tới phôi nhé, nó gõ lên là không ảnh hưởng tới phôi, anh em yên tâm. Phen thì bao xịn này, phen chân gòn mà lỗ xít. Thì cái này nặng là 370g, đọt 2 ly 8, dài 3m3, tải mồi từ 8-28 đến 100g, lai từ 16 đến 30 lb, giá cũng hai cây số 4, giá 1.600.000 người đó, 1.600.000 cộng ship cây số 4. Tiếp theo cây số 5, cây số 5 lên tiếp người vẫn là một cây cần của hãng UFM đó. Thì phen cái này vẫn là phen Fuji xích nha mọi người, phen Fuji xích. Cái này chiều dài của nó vẫn là 3m3 nhé, chiều dài 3m3, cần xây sát nhiều đó. Thì mình bán hàng thì nó bảo xây sát nhiều thì bảo xây sát nhiều thôi. Bát Fuji, phen Fuji xích đó, xây sát nha mọi người, có xây sát. Nhưng mà mấy cái phôi của thằng giúp em này nè, nó rất là xịn nha mọi người đó, rất là chắc và xịn. Thì cái này dài 3m3, lô từ 10 đến 42g, lai từ 10 đến 20 lb. Cái này về cho anh em dạng câu nhát thật mà đánh gần thôi, đánh dạng cái này đánh bạo lực cũng không được rồi. Đó, nó từng đó mềm. Đó. Đó, anh không thôi anh em lô gần, lô mồi giả. Phiền rất là xịn nha, phiền ship. Thì cái này nặng là 240g, đọt 2 ly 3, dài 3m3. Lua từ 10 đến 42g, lai từ 10 đến 20 lb. Rồi cây số 5, giá là 900 nha mọi người. 900k cộng ship cây số 5. Lấy một phen thôi là đủ tiền luôn mọi người. Tiếp theo cây số 6. Thì cây số 6 lên cho người là một cây cần phen nòng súng nhé. Một cây phen nòng súng. Cán là cán bằng nha mọi người, cán là cán bằng. Đây, phen nòng súng là phen xít nhé. Bát là bát Fuji, cần thì tổng thể có xây sát nha mọi người, cần tổng thể có xây sát, nó có bị nổ keo nè, nhưng mà không ảnh hưởng tới phôi nhé. Đây, cái này lớp keo ngoài thôi chứ không phải là lớp phôi đâu, yên tâm. Thì đây một cây cần của Mayograph nha mọi người, cây Mayograph BE, và cái này nó dài 3m, độ cứng ML. Và cái này nó lua từ 10 đến 30g, lai từ 6 đến lai be từ be 0.6 đến be 1.5 nha. Đó, be 0.6 đến be 1.5. Phen của nó là phen Fuji nòng súng. Đó, phen nhẫn là phen Fuji nè. Đây, Fuji nòng súng đúng rồi. Đó. Buộc chống sắng. Cái này về dạng cho anh em nào câu cá chép á, rất là phê nha mọi người. Câu cá chép.
Thôi anh em về lấy phen chung bán với giá cũng dạng xem biết thanh lý cho anh em về lấy phen này đó. Có sẵn nhau này càng xuất sắc thì cái này nặng là 153 gram và dài 3 mét, đọt 1 ly 6. Rồi giá ông khai cây số 6, giá là 1 triệu người, 1 triệu cộng ship cây số 6. Tiếp theo cây số 7, cây số 7 lên cho người vẫn là một cây cần của hãng Daiwa, vẫn một cây cần phen ship hết nha mọi người đó. Tất cả phen đều là phen ship hết nha đó. Cây này thì có xây xác mọi người đó. Phen là phen Pussy Ship, bát là bát Daiwa nhé. Có xây xác một vài điểm nhưng không ảnh hưởng tới phôi nhé. Thì bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước luôn đó, cứ lỗi phôi thì trả về cho shop. Đây phen ship hết, tất cả đều là phen ship, bu cũng vậy luôn đó. Thì đây một cây Daiwa nha mọi người, Daiwa Phantom đó. Cây Daiwa Phantom này thì dài 3m3, độ cứng ML. Thì cái này lua từ 5 đến 30 gram, lại từ 6 đến 15 lb đó, hàng sản xuất tại Taiwan. Thì cái này về cho anh em nào lua gần đó, câu cá chép. Đây phen ship nhá, rất là xịn cái phen đó. Tổng thể ngoại hình thì có xây xác li ti một vài điểm nha mọi người đó. Đó, nhưng không ảnh hưởng tới phôi nhé, phôi cũng còn rất là chắc nha mọi người. Đây, test nhúng nhúng người xem luôn đó. Cây này cũng tương đối mềm, về cho anh em dạng đánh lóc thì anh em đánh màu giả ngon hơn đó. Thì cái này nặng là 224 gram, đọt 21, dài 3m3. Rồi giá công khai cái số 7, giá là 900k cộng ship cái số 7. Tiếp theo cây số 8, cây số 8 lên cho người là một cây, vẫn là một cây Daiwa Phantom đó. Thì cây này thì nó độ mới rất là cao, cây này độ mới ra tầm khoảng 95% nhá, rất là mới. Phen của nó là phen ship những người, phen ship Pussy Ship, foil là foil carbon, bát là bát Daiwa. Đây hàng Daiwa. Thì cây này dài 3m những người, dài 3m, độ cứng ăn L. Nó lua từ 5 đến 21 gram, lai từ 8 đến 12 lb, hàng sản xuất tại Taiwan. Và cái này chuẩn về cho anh em nào câu cá chép nhé, câu cá chép, câu cá cháp, đó, để anh em câu cảm giác nhé. Cây này rất là mới nha mọi người, đó. Đây, bù nó bù xít nha mọi người, ngoại hình ra tầm khoảng 95%, đó, phen Pussy Ship, đó, rất là đẹp, bộ phen. Rất là đẹp ha. Thôi cái này rất là chuẩn anh mọi người. Đó. Thì cái này nặng là 180 gram, đọt 2 ly 1, dài 3m. Và giá công khai cái số cái số mấy ta, cái số số 7 à, giá công khai cây số 8, giá 1 triệu 1 người, 1 triệu 1 cộng ship cây số 8. Tiếp theo qua đây à, qua đây là những cây cần lua mà dạng lua lóc đánh giá thiệt nè, đánh giá thật nè. Tiếp theo là cây số 9, cây số 9 lên cho người là một cây cần nội địa đó, một cây nội địa của hãng Ban nha mọi người. Đây nhìn nội địa mà nhìn bộ phen nó chảy nước miếng này đó. Thì đây một cây Ban đó, cây Ban. Đây phen nó là dạng phen xít mọi người, phen xít, phen Pussy, phen chân cao đó. Bát là bát Pussy, phen xít hết luôn nha. Cái Ban là đề nhập đây mọi người đó, hàng Ban, hàng Ban này rất nổi tiếng rồi, phôi rất là chuẩn nha mọi người đó. Thì cái này dài là 3m18 nha mọi người, dài 3m18, phen là phen Pussy xít, phôi phôi carbon đó. Đây càng rất là mới, một phen rất là chuẩn nè, phen dạng 3 chân nè, 2 chân, rất là đẹp nha, buông nó đây.
phen này. Khỏi che đâu được. Coi rất là đẹp và chuẩn. Thì cái này nặng là 255g người, nặng 255g, đọt 2 ly 4 nhé. Nặng 225g, đọt 2 ly 4. Nó lua từ 10 đến 35g người, lua từ 10 đến 35g, lai từ 10 đến 20 lb. Đó, lai từ 10 đến 20 lb. Cái này về cho anh em câu lóc, câu chép. Đó. Rất là đẹp nhé. Hàng chuẩn chỉ nơi đi Nhật quê. Đó, phen rất là xịn sò. Rồi giá cũng 2 cây số 9, giá 2,3 triệu người, 2,3 triệu cộng ship cây số 9, hàng rất là chuẩn nhá. Đây nhìn phèn đây, đây. Đó, chạy nút miếng nhá. Tiếp theo cây số 10, cây số 10 lên cho người là một cây cần về cho anh em nào đi chầm chim nè, đi gừng nè, đó. Một cây cho anh em đánh mấy cái đập nè, đánh giá thật. Thì đây một cây cần Majorap nha mọi người, một cây bằng cần Majorap Cortex. Thì dòng Cortex này thì mình bán rất là nhiều, anh em phản hồi rất là ok nhé. Thì đây một cây Cortex đời đầu nha mọi người. Đó, dòng Cortex đời đầu này đa phần sẽ là phen xít hết nha. Đó. Những đời sau này nó sẽ là phen Fuji thường thôi, chứ không phải là phen Fuji xít đâu. Đó. Đây là phen Fuji xít chân ca nha mọi người, chân ca. Đây người phen Fuji ship nha, xử rất là dày, phôi là phôi carbon. Đó, những cái đời đầu này đánh rất là chất lượng nha mọi người. Đó, bát là bát Fuji, phen là phen Fuji. Thì đây một cây cần Majorap dài 3m18 nha mọi người, dài 3m18, nặng là 285g, đọt 3 ly 3 nhé. Đó, đọt 3 ly 3, nặng 285g. Đây phen đời 3 nha mọi người, phen ship nha. À, phen xít, phen chân ca, bù sẽ là bù trống sẵn nha mọi người. Đây bù trống sẵn rất là xịn sò. Đó, rất là đẹp. Đó. Thì cái này nó chân keo nó bị ố vàng mọi người, nhưng yên tâm nha, rất còn rất là chắc nha mọi người. Đó, chân keo yên tâm còn rất là chắc, mình nắm mình sức mình mà nó chưa nhúc nhích nữa mọi người. Đó, tổng thể của hình thì còn tương đối sạch, đẹp nè. Đó, ít xây sát, có mấy cái trên keo nó hơi bị ngã quàng một tí thôi, nhưng mà tổng thể còn lại ok hết nha. Đó, đây, đó. Sau thì mình sẽ báo cho anh em vậy. Thì cái này nó lua từ 20 đến 60g, like từ 12 đến 25 lb, tải be từ be số 1 đến be số 3 nhé. Cái này anh em về đến đánh lóc gừng ok nè, nó có lóc gừng còn nhớ thật anh em, câu gần đó, câu gần mà chơi hàng nặng. Rồi giá công khai cây số cây số 10, giá công khai 1,6-1,8 nha người, 1,8 cộng ship cây số 10. Tiếp theo cây 11, cái 11 lên cho người là một cây cần nội địa. Thì đây một cây Smith nội địa Nhật anh em, một cây Smith nội địa Nhật, phen là phen bóm hết nha mọi người, phen là phen bóm hết nè. Đó, nhìn từ xa dần phen bóm này rất chi là này nọ nha mọi người. Đó, rất là đẹp. Đó, phen bóm Fuji ship. Đó, bát là bát Fuji. Đó, phen bóm. Thì đây một cây cần dài 3m nhé, dài 3m cho anh em câu lóc còn nhớ thật. Hãng là hãng Smith, hàng nội địa Nhật. Đây. Đó. Bù xít nhá. Bù xít luôn. Đề 3 là 40 nha mọi người, đề 3 là 40. Cần còn rất chi là ok nha, có xây xác một vài điểm thôi. Đó, tổng thể lại ok hết. Thì cái này lua từ 18 đến 60g, lại từ 10 đến 30 lb. Cái này nặng là 300g, đọt 2 ly 8, dài 3m. Rồi giá cũng khai cây số 11, giá là 2,2 triệu người, 2,2 triệu cộng ship cây số 11. Đó, một cây Smith nội địa Nhật. Tiếp theo cây cuối cùng,
cho cái cần bạo lực cuối cùng hôm nay lên mọi người. Thì cái 12 là một cây cần bạo lực, một cây đai qua đây, đai qua. Cái này độ mới có tầm khoảng 93% nhé, rất là mới nha mọi người. Phen là phen Pussy Set nè, đó. Bát là bát Pussy, bát mà bát bự luôn mọi người, đó, bát bự luôn. Bát mấy cái này, bát này thì chuyên về cho anh em cao bạo lực nhé. Phen Pussy Set nè, phôi cần keo chỉ còn rất là đẹp, độ mới cái này 93% nhé, rất là đẹp luôn. Này keo quẩn đây, rất chi ok. Đó. Và cây này dài là 2m9, tải mát là 150g nha mọi người. 150g này thì anh em đánh bạo lực là vô tư luôn. Đó. Đánh lóc gần, lóc bông, đó. Đánh gần, ngon lành nhé. Đây, phen nữa đây, phen xít. Đây cũng là phen xít nè mọi người. Bu xít nhé. Keo chỉ thì ok hết nha mọi người, nguyên xin nhé. Đây một cây đai qua răng que gì mọi người, răng quay ít, răng quay ít, hàng đai qua. Thì cái này nó lua mắt thì sẽ là 40 lb nha mọi người, tầm khoảng 20 kg. Đây mắt rắc của nó là 6 kg nha, càng rất là xịn. Và cái này nó cắm nó sẽ là hai đầu cắm nha mọi người, chứ không phải là một đầu luôn. Đây khớp của nó sẽ là khớp nối, ở trong này nó sẽ có một khớp nữa, nó sẽ nối hai lần, trong đó nó sẽ gấp một khớp đó. Đây gấp vô đó, xong gấp là chắc cần nha mọi người đó. Chứ không phải là nó gấp ở khúc này thôi đâu đó. Đây hai khúc gấp ở trong này mọi người, mọi người thấy kỹ không đó, nên cần nó rất là chắc tay nha mọi người. Đó. Hàng chuyên bao lực nó làm rất là có khác nhé. Thì cái này nặng là 355g, đọc 2.6 ly. Rồi giá công khai cây số 12, giá là 2.7 triệu người, 2.7 triệu cây số 12. Rồi đó, tổng cộng 12 cái cần lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng cái nào có thể chốt, đây là shop thân thoại, shop tự động liên hệ với mọi người nhé. Rồi cảm ơn mọi người.